Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 27 tháng 11 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về những cái mặt hàng rất là xinh đẹp, những cái cây lan đang mùa nụ mùa hoa, chuẩn bị cho mùa hoa Tết cũng như mùa hoa xuân với cái giá rất là rẻ để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là cái lô hoàng thảo hoàng lạp rất là xinh đẹp ở đây ạ. Với những cái tròn giả hành xanh và cắt tỉa rất là kỹ và đẹp như thế này, chờ đợi cho một mùa hoa xuân, mùa vàng rực rỡ ở mùa xuân. Đấy, cây thì bây giờ đang bắt đầu là chuẩn bị sưng mầm nụ rồi. Đó. Em bán với giá là 120.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây là cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ, cái lô kiều cam lẫn kiều vàng rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị nhìn mắt nụ cũng đã sưng rất là lớn ở đây này cô chú anh chị này. Nhỡ cây này thì đã cắt tỉa rất là kỹ ạ, cô chú anh chị nhìn có thể thấy là toàn bộ đều là những cái thân xanh lá và có thể cho nụ cho hoa. Cái dòng kiều cam này, kiều vàng này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Nửa kg là cô chú anh chị cũng có sở hữu do kiều rất là đẹp. Đấy, để thưởng thức hoa xuân rồi ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương bạch nhạn này. Cái dòng dáng hương bạch nhạn cho ai yêu mến cái dòng hoa màu trắng nuột nà và cái hương thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ của nó đấy ạ. Và dáng hương bạch nhạn em bán 160.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 32.000 thôi là cô chú anh chị sở hữu ngay những cây bạch nhạn rất là xinh đẹp cho bộ sưu tập những cây lan của sân vườn mình rồi. Và sang bên này là một cái lô sơn thủy tiên. Cô chú anh chị nhìn thấy sơn thủy tiên và hoàng lạp thì nó khá là giống nhau. Tuy nhiên đối với dòng sơn thủy tiên thì cái thân lá của nó sẽ riêng dòng sơn thủy tiên ấy thì lá nó sẽ nhiều lá hơn, bản lá của nó sẽ dày hơn nhé cô chú anh chị nhé. Và khi mà sổ hoa thì hoa của nó cũng sẽ cánh dày bông hơn so với cả sơn hoàng lạp ạ. Và cái lô sơn thủy tiên này chắc là được cô chú anh chị làm được một giò cũng khá là xinh rồi ạ. Và cả lô này em xin phép được bán với giá, nó có lẫn một cái thân kiều vuông, một rễ kiều vuông nhỏ ở đây này. Cả lô này em bán với giá là 60.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé, khá là nhiều luôn ạ. Và bên này là một cái lô dáng hương quế tím này. Đấy ạ. Dáng hương quế tím thì em xin phép được bán với một cái lô này rất nhiều. Cô chú anh chị về làm trụ hay trồng chậu đều xinh này. Lô quế tím này em bán là 45.000 nhé, em gọi là lô quế tím số 1 ạ. Và bên này sẽ là lô quế tím số 2. Thì nó sẽ là ít cây hơn và cây to. Đấy. Nhưng mà cái phần là số 2 này thì những cây to thì thường là sẽ hay bị lỗi. Và bình thường cái hàng về nó hay bị lỗi. Cái lô quế tím số 2 này em bán với giá là 30.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và đai châu rừng bắc trụ ạ. Đai châu rừng bắc trụ, hàng đang mùa nụ, chuẩn hoa Tết rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Đấy, thì hàng em mỗi một cây như vậy có thể cho 3 chùm hoa, 3 cần hoa chuẩn hoa Tết rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị có thể mua hàng cân hoặc là chọn hàng theo hình nhé. Thì mà 1 kg em sẽ bán với giá là 1 kg thì em bán với giá 260.000 cho 1 kg. Số cây thì nó sẽ rơi khoảng tầm 2 cho đến 4 cây trên 1 kg cô chú anh chị ạ. 2 cho đến 4 cây trên 1 kg. Đấy. Em sẽ cân lên cho cô chú anh chị, hoặc là nếu mà không thì cô chú anh chị có thể chọn theo hình này cho em này. Đó, kỹ hơn cô chú anh chị chọn theo hình này giúp em. Thì ở đây em có những cái hình này em gọi thì lát nữa cô chú anh chị có thể chọn theo hình nhá. Thì ở đây thì em xin phép được giới thiệu ngoài cái dòng đai châu rừng thì em còn có cả cái dòng đai châu Thái. Thì ở đây em có những cái cây đai châu Thái rất là xinh luôn, đang nụ đẹp tuyệt vời luôn này cô chú anh chị này. Nụ rất là khỏe, đây là những chậu châu Thái mà trồng thuần ở vườn Việt Nam mình ấy. Nên là những cái nụ của nó nhìn rất là xinh và rất là lực luôn cô chú anh chị ạ. Đảm bảo cho cô chú anh chị có một mùa hoa Tết đẹp.
Một cái chậu châu Thái như vậy em bán với giá chỉ có 120.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Và bên này đây sẽ là những cái chậu hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Mỗi một chậu như vậy thì bình thường là nó có hai cần nụ. Tuy nhiên thì hàng của ngày hôm nay là bị gãy mất một cần nụ rồi, nên nó chỉ có một cần nụ thôi. Nên là em sẽ bán với giá là 50.000 cho một chậu nhá. Cây rất là khỏe luôn ạ. Hồ điệp lá biên hay còn gọi là lá phát tài nhá. Và bên này thì em có những cái chậu lan hồ điệp trắng tuyết ạ. Hồ điệp trắng tuyết thì ở chậu có hai cái cần hoa như thế này, thì em bán với giá là 60.000 một cái mặt hoa vô cùng là xinh đẹp, cực kỳ là xuất sắc luôn, với những cái bông hoa trắng này và lưỡi đỏ rất là đẹp, vô cùng là nổi bật luôn cái dòng hồ điệp trắng tuyết này này. Cái chậu có hai cần nụ như vậy em bán là 60.000 nhá. Còn chậu có một cái cần nụ thôi ạ. Đây ạ, như cái chậu này thì có một cái cần nụ thôi này. Em bán với giá là 50.000 tùy cô chú anh chị lựa chọn này. Còn sang bên này đây thì em có những cái chậu càng cua rất là xanh tươi và khỏe đẹp luôn, sum xuê tươi gió như vậy này. Đó, và một cái chậu càng cua như vậy em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 60.000 cho một chậu càng cua nhé. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiếm Phan Chí, hàng gieo hạt của rừng Việt Nam mình. Mỗi chậu như vậy là những cái cây trưởng thành rất là sum xuê luôn cô chú anh chị nhìn ạ. Nhiều người thì đã sổ ra được những cái mặt bông rất là đẹp. Cái dòng gieo hạt này thì có thể đạt 70-80% giống cây mẹ. Nói chung là hàng gieo hạt thì nó sẽ rông không được như giống cây mẹ đâu cô chú anh chị nhá. Có thể là mặt bông nó sẽ độc đáo đẹp hơn, và cái mặt bông của nó có thể xấu hơn, thì nó là sổ số ạ. Và một cái chậu Phan Chí gieo hạt như vậy với giá em bán chỉ có sum xuê cực kỳ luôn. Giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc hồng ngọc ạ. Cái chậu giả hồng ngọc nó sẽ rơi vào 3 thân này, 3 thân hoặc là 2 thân trong một chậu nhá, để cô chú anh chị có thể thưởng thức những bông hoa xuân xinh đẹp. Giá em bán một chậu như vậy chỉ với giá có 70.000 thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây ạ, là những cái cây trầm DH77 cô chú anh chị nhá. Cái dòng trầm DH77, bây giờ cái dòng trầm này thì hàng đã bắt đầu là xuống hết lá, và cô chú anh chị có thể thấy là đang bắt đầu là nứt vỏ lụa rồi này. Nứt vỏ lụa để chuẩn bị chờ đợi sẵn sàng cho một mùa hoa Tết đẹp, hoa Tết hoa xuân tuyệt vời ở đây ạ. Thân thì to như là cây mía luôn cô chú anh chị nhá, rất là khủng luôn ạ. Siêu vip vô cùng luôn. Đây hiện tại mầm gốc đang bắt đầu là chuẩn bị lên rồi. Đấy, hàng xuống lá đứng ngọn chuẩn bị mùa nụ, cũng là mùa mầm, mùa sinh trưởng mới rất là đẹp của cây. Một cái dòng trầm phải nói là thân lá cũng như hoa vô cùng là xuất sắc ạ. Và một cái chậu trầm DH77 như vậy chiều cao sẽ từ 70-80cm trở lên, và thân thì to hơn cái ngón tay cái, to như cái ngón chân cái luôn cô chú anh chị nhé. Vô cùng là xuất sắc, và em xin phép được giao lưu cùng cô chú anh chị một chậu trầm DH77 như vậy là 130.000 cho một giò ạ. 130.000 cho một giò, một cây siêu VIP luôn nhé. Cực kỳ là đẳng cấp luôn một cái dòng lan ạ. Và sang bên này là em có những cây dendro rất là xinh đẹp ạ. Cái dòng hoa màu trắng rất là xinh ở đây này. Cô chú anh chị thấy là cái dòng này trắng nhưng mà nó có ám tím một chút này. Đấy. Nhìn rất là nổi bật luôn. Và cái chậu này em có hai chậu duy nhất, bình thường em bán là một chậu 150, mà trước đây hàng nhập Thái về cực kỳ là đắt đỏ luôn ạ. Đấy. Em bán với giá hôm nay chỉ có là 120.000 cho một chậu thôi, để cô chú anh chị sưu tầm cây giống nhé. Và bên này sẽ là những cái giò hoàng thảo chuỗi ngọc. Hôm nay thì em còn có duy nhất 4 cái giò hoàng thảo chuỗi ngọc. Đẹp xuất sắc luôn cô chú anh chị này. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị, đây là giò số 1 này. Giò số 1 này đây là một cái trụ gỗ nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nhìn thân cho em ạ. Nù và căng mướt siêu đẹp luôn. Đó, những cái thân vô cùng là đẹp. Cái giò số 1 này này, cô chú anh chị nhìn cho em. Đó. Vài giò hoàng thảo chuỗi ngọc này, em gọi là giò số 1 ở đây ạ. Xin phép bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 190.000 nhé cô chú anh chị nhé. 190.000 cho giò hoàng thảo chuỗi ngọc hình số 1, vô cùng là đẹp. Và hình tiếp theo, hình số 2 ạ, thân rất là đều thân đây cô chú anh chị. Đó, hình số 2 180.000 nhé. Và tiếp theo sẽ là hình số 3, cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc số 3. Em còn có duy nhất là 4 chậu thôi. Đấy, 4 giò thôi, cái giò này thì cũng rất nhiều thân tơ đấy ạ. Đấy. Và cái giò này thì em xin phép được bán. Đây, bắt đầu là nhú nụ rồi ạ. Và giò này em bán là 160.000 nhá. Và tiếp theo là giò số 4. Giò chuỗi ngọc số 4 này cô chú anh chị này. Đó. Cái giò hoàng thảo chuỗi ngọc số 4 này em cũng bán là 160.000. Cái dòng này thì không chỉ chơi hoa đẹp mà thưởng thức cái thân thôi, ngắm cái thân thôi cũng đã rất là mê rồi ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cái thân quá là đẹp luôn, những cái thân chuỗi ngọc.
sáng đẹp một cách xuất sắc luôn ạ. Chắc chắn là khi mà nở hoa thì sẽ vô cùng là căng và đẹp luôn. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu thiên nga cho cô chú anh chị nào mà yêu mến cái dòng thiên nga. Cô chú anh chị nào mà đã từng được ngắm cái mặt bông thiên nga rồi chắc chắn là sẽ cảm thấy rất là thích thú với cái mặt bông rất là đẹp của cái dòng thiên nga đúng không ạ? Cây hiện tại thì đang chuẩn bị lên mùa mầm mới này. Chuẩn bị lên mùa mầm mới rồi. Cũng như là chuẩn bị mùa nụ mùa hoa mới, giả hành căng và đẹp như vậy. Mỗi chậu như vậy em bán là 130.000 nhá. Giả hành to bự luôn ạ. Em có 3 màu sắc đó là đỏ đốm, đỏ nâu và xanh cốm. Chuẩn mặt bông của dòng thiên nga chứ không phải dòng cát tum nhá. Và bên này cũng là dòng thiên nga, nhưng những cây thiên nga này sẽ nhỏ hơn này, những giả hành thiên nga này sẽ nhỏ hơn. Với giá chỉ có 50.000 thôi và em cũng có 3 màu sắc. Cô chú anh chị về chăm 1 năm cho đến 2 năm thì cây của nó sẽ cũng sẽ to như cái cây mà em đã giới thiệu với cô chú anh chị đấy ạ. Và những cái cây như vậy thì em bán chỉ có 50.000 cô chú anh chị ạ. 50.000 cho một giò thôi đây. Cây này chuẩn bị lên mầm con mới rồi đây này. Cây rất là khỏe luôn ạ. 50.000 cho một cây cũng có 3 màu sắc đỏ đốm, đỏ nâu và xanh cốm nhá. Và sang bên này thì rất nhiều những cái dòng hàng lan nụ cực kỳ là VIP và đẹp luôn. Để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái giò lan đẹp để thưởng thức hoa trong cái thời gian, thời điểm Tết này đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cái giò lan vô cùng là đẹp luôn nhé, cô chú anh chị nhé. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những giò lan ưng ý nhé. Đầu tiên thì sẽ là những cái hình đai châu, thì đai châu lúc nãy em báo rồi ạ, em có bán hàng theo cân nhé. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình này cũng được, cân thì 260 1 kg. Chọn theo hình này cho em cũng được cô chú anh chị này. Hình số 1 là hai cây lá xếp VIP đẹp như vậy này, to đùng luôn. Có 150.000 cho cặp đai châu này thôi, quá là đẹp luôn ạ. Hình tiếp theo là hình số 2 này. Hình số 2 cũng hai cây châu rất là to với giá chỉ có 180.000. Và hình số 3, hai cây quá là đẹp, siêu đẹp luôn. Về làm hai chậu cực VIP có 150.000 và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 4. Hình số 4 cũng là hai cây châu rất là to ở đây ạ, với giá em bán là 200.000 và hình số 5 này. Hình số 5. Đây ạ. Lá xếp tăm tắp đẹp như thế này và nụ tuyệt vời luôn. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 220.000 nhá. Và sang hình tiếp theo số 6 đây ạ. Hình số 6 em xin phép bán 170.000 cho cặp đôi châu to đùng này. Và hình số 7 180.000 cho cái hình số 7 đấy ạ. Và hình số 7 này là có 3 cây nhá. Cô chú anh chị nhìn nụ ạ, quá là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, cây nào cây đấy khỏe đều và đẹp như thế này. Và sang hình tiếp theo, hình số 8, hình số 8 này là có em bán với giá 150.000. Với hình này có 4 cây này cô chú anh chị này, 4 cây. Đấy có 150.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9 với giá em bán 180.000. Nụ tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Hai cây ạ, hai cây nụ rất là đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 10. Hình số 10 này em xin phép được bán với giá là một cái chậu dáng hương đuôi cáo ạ. Chậu này em bán 200.000 nhá. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 11. Em bán 230.000 cho chậu cáo số 11 này. Cây lá xếp rụt rất là đẹp luôn. Cái hàng này thì về chắc chắn là sẽ rất là sai hoa ở mùa xuân. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. 12 em bán là 180.000. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu 5 cánh trắng họng hồng. Thời điểm bây giờ đang nhú nụ đẹp một cách xuất sắc, chắc chắn là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa trước Tết hoặc là chuẩn vào cái thời điểm Tết nhé. Nếu mà cô chú anh chị mà được thưởng thức hoa trước Tết thì cũng là một cái điều mà rất là tuyệt vời đúng không ạ? Trước khi có Tết đến thì mình có những cái niềm vui rất là đẹp, rất là tuyệt vời để chào đón cho một cái năm mới sang đấy ạ. Đấy, những cây nụ rất là đẹp luôn, một cái dòng lan mà có thể chinh phục bất cứ một ai chơi lan khó tính nào luôn. Với 5 cánh trắng cong bay vút và hoa rất là thơm, họng hồng đẹp một cách tuyệt vời luôn ạ. Đây này cô chú anh chị này, em gọi cái hình này là hình số 1, hình số 13 nhá cô chú anh chị nhá. Đây cô chú anh chị ạ, nụ đều tăm tắp luôn, bắt đầu chuẩn bị nứt mắt nụ này. Đẹp chưa cô chú anh chị? Rất là đều nụ luôn ạ. Cái giò này là có 4 thân nhá cô chú anh chị nhá. 4 thân dài và thêm một thân ngắn nhỏ nhỏ bên này nữa coi như không tính. Giò này em xin phép được bán với giá là 140.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 14, hình bên kia 14, còn hình bên này sẽ là hình bên này 13, hình bên này 14 này. Chậu 14 này em cũng bán với giá là 140.000. Chậu này cũng có 5 thân ạ. Thì có một thân hơi chầy xước một chút xíu ở đây nhá cô chú anh chị nhá. Đấy,
có một thân ở bên này thì nó bị gập gập ở đỉnh ngọn một chút, nhưng không có sao đâu ạ. Đấy cũng là 140 của chú anh chị này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Hình số 15, ba thân bự và nụ rất là đều ở đây ạ. Nụ đều tăm tắp luôn đây cô chú anh chị. Đẹp, rất là đẹp luôn. Chậu này ba thân. Và em xin phép bán cái giò này với giá cũng là 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Cái chậu này thì có 4 thân. 4 thân nhờ nó cũng đây ạ, cũng đang nụ sinh này. 4 thân như vậy nhá. Và 4 thân này em bán với giá chỉ có 120.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17 này. Giò này 3 thân này. Đấy, 3 thân cô chú anh chị ạ. 3 thân nụ sinh chưa cô chú anh chị? Đây ạ. Cái dàn nụ đây ạ. Đẹp mê luôn. Và chậu này thì em bán với giá đây, nó cũng hơi bị xước thân một chút xíu nhá. Nên là cô chú anh chị nào mà cực kỳ tính, cái này nó không có làm sao cả cô chú anh chị ạ, nó vẫn chơi hoa bình thường. Chẳng qua chẳng may gặp cô chú anh chị nào nó khó tính quá thì lại đến đấy lại bảo là cái thân này như nọ như kia thì lại cũng rất là mệt. Đấy em thì sẽ giới thiệu kỹ cho cô chú anh chị như vậy. Và chậu này em cũng bán với giá là 140.000 nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 18 này. Hình số 18 đây ạ. Cái giò số 18. Cái giò này cũng là 4 thân ạ. 4 thân này em bán với giá là 130.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 19. Cái chậu này 3 thân này. 3 thân này em cũng bán với giá là 130.000 đi. Đó, 130.000 đi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 20 ạ. Chậu 20 này 3 thân cực kỳ là đẹp luôn, nụ thôi rồi ạ. Đấy, thêm một cái thân bên này nữa này. Thân bên này cũng hơi xước một chút xíu. Bởi cái giò này em bán là 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 21. 21 đây ạ. Cái chậu 21 là 4 thân này. 4 thân. Và cái chậu này em xin phép được bán chậu 21 này với giá là 100, cũng là 140.000. Và sang hình tiếp theo hình 22. Cái giò này 3 thân căng mập nú luôn. Đấy, cây thì bắt đầu hiện tại thì em thấy là cái hình này là chưa nhú nụ và nó cũng đang chuẩn bị rụng hết lá thôi. Hàng này thì chắc là ở miền Nam thì có thể là sẽ kịp Tết. Đó. Chậu 5 cánh trắng này em cũng bán là 140.000 nhá. Và sang hình tiếp theo ạ, là hình số 23. Chậu này cũng là 4 thân này. 4 thân này cô chú anh chị này, nhú nụ như vậy này. Giò này em bán với giá là 130.000 đi. Và tiếp theo là giò 24. Giò 24 này em cũng bán 130.000 đi cô chú anh chị này. Đó. Đây ạ, nụ đây ạ. Nói chung là xuống lá một cái là bắt đầu là chồi nụ luôn nhá cô chú anh chị nhá, đây ạ. Rụng lá một cái là chồi nụ luôn. Đấy. À, sẽ rất là chuẩn hoa Tết luôn. 24 130.000. Mà sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm cổ. Trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi. Cô chú anh chị có thể lên Google để search cái mặt bông trước đây mà trước đây rất là được nhiều người săn đón bởi một cái sắc hoa đỏ rực rỡ. Và cô chú anh chị nhìn cái thân của nó này. Ngay từ cái thân của nó cô chú anh chị nhìn lại thấy là nó xoắn đỏ rất là đẹp như thế này luôn rồi. Cái giọng chậu trầm trầm cổ rất là đẹp này. Và cái chậu này em gọi là chậu trầm cổ 2 năm nhá. Chậu này thì nó không có nhiều thân nhưng mà thân rất là to và đẹp. Em bán chậu này với giá 140.000 ạ. Trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi. Thực ra nó tên là trầm than củi nhưng mà mặt bông trầm này giữ giống rất là lâu rồi đấy ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 27. Cái chậu này này. Nhìn thân đẹp mê luôn cô chú anh chị ạ. Cái chậu này em cũng bán là 140.000. Đấy tùy cô chú anh chị lựa chọn thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28. Cũng là 140 thôi ạ. Cái chậu này sẽ nhiều thân hơn, em cũng bán 140 nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình 29 này. 29 chậu này 4 thân. Thôi 130.000 đi, 4 thân đều nhé cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo 25 nhiều thân hơn nhưng nó lại ngắn hơn một chút xíu. Em bán cũng 130.000 ạ. Hình tiếp theo 26 rất là xung xuê đây ạ. Hình này chắc phải tầm 8-9 thân gì đó. Và cái chậu này em bán 140.000. Và hình tiếp theo 23 cũng là 140.000 đây. Chậu này cũng phải tầm 8-7-8-9 thân. 140. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 33 cũng là 140. Cái chậu này thì khoảng tầm đâu, chậu này có 5 thân nhưng mà thân nó mập. 140. Và hình tiếp theo hình 34. Giò này thì cũng phần tầm 8-9 thân. Nói chung là nhiều thân thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Và em bán cái giò này với giá cũng là 140. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35 cũng là 140 nhá cô chú anh chị nhá. Tùy cô chú anh chị lựa chọn thôi ạ, trầm cổ nhá.
Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 36 này. Cái chậu này thì có hai thân dài, hai thân ngắn, tổng 5 thân thôi. Em cũng bán là 140 ạ. Và hình tiếp theo là hình số 37. Cái giò này em cũng bán, xin phép bán 140. Và sang bên này sẽ là những cái chậu giả hạc Hawaii cô chú anh chị nhé. Giả hạc Hawaii hoa vô cùng là thơm, trước đây mỗi một thân trên 100.000. Đấy. Giả hạc Hawaii tím ở đây ạ. Như bông hoa giả hạc Hawaii ở đây, một số bông đang nở sớm vô cùng là thơm ngát ở đây ạ. Thì cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những cái chậu giả hạc Hawaii đang nụ cực kỳ là đẹp để cô chú anh chị thưởng thức hoa trong thời gian rất là ngắn tới nhé cô chú anh chị nhé. Những ngày trước Tết mà cô chú anh chị được thưởng thức mùa, được ngắm những cái bông hoa nở vào thời điểm Tết thì cũng tạo ra một cái không gian rất là tươi mới để chờ đợi cho một năm mới đúng không ạ? Đạo, chậu giả Hawaii này hiện tại là đang nhú nụ hết rồi ạ. Chậu này là hai thân giả Hawaii, nó dài trên 1 mét nhé cô chú anh chị nhé. Hai thân giả hạc Hawaii dài trên 1 mét và đang bắt đầu là nhú mắt nụ rồi ạ. Và thêm một cái thân ngắn hơn ở đây, tổng là thành 3 thân nhé. Một thân ngắn hơn ở đây thì nó cũng phải dài tầm trên 50cm rồi. Đẹp, tuyệt vời luôn. Và cái giò này em xin phép được bán với giá là chỉ có 140.000 cho cái giò này đấy ạ. 140.000 nhé. Tiếp theo sẽ là giò số 39. Giò số 39 này cũng là 140 này cô chú anh chị này, 4 thân và hiện tại thì cũng đang bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ hết rồi. Nói chung là cái Hawaii này thì đảm bảo chuẩn hoa Tết luôn cho cô chú anh chị. Cây này cũng chuẩn bị nhú nụ nhá. Tiếp theo sẽ là hình 40. 40 giò Hawaii này có 3 thân ạ. Rụng hết lá rồi này cô chú anh chị này. Chuẩn bị nứt nụ nhá. Này thì chơi hoa trọn vẹn luôn ạ. Vài giò này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 thôi. 130.000 thôi, 3 thân rất là đều. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 41. Cái giò 41 này là 3 thân nụ luôn đây. Nụ đây ạ. Giờ nụ đang bắt đầu là trồi ra như thế này thôi nhé, cô chú anh chị nhé. Và em xin phép bán giò này với giá là 130.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 42. Cái giò này cô chú anh chị mà sở hữu nó thì chắc chắn là một suối hoa quá là đẹp luôn. Rất nhiều thân đẹp, 5 thân dài rất là đẹp luôn ạ. Giò này em xin phép được bán với giá là 160.000 nhá. Quá là đỉnh luôn cái giò này này cô chú anh chị này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 13. Hình số 13 nụ đều lắm luôn rồi đây cô chú anh chị. 3 thân ạ. Bắn nụ chi chít như vậy này. Vài giò này thì em xin phép được bán với giá 140.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14. 14 nhá, chậu cũng đang nhú nụ rồi. Cái giò này là 4 thân. 4 thân thêm một thân ngắn nữa, vậy em bán với giá cũng 140.000, tùy cô chú anh chị lựa chọn. Sang hình tiếp theo hình 15. Nhiều thân rất là xinh đấy ạ. Chậu này em bán 150.000 nhá. 150.000 cô chú anh chị này. Hàng rụng hết lá rồi và đang bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ hết rồi cô chú anh chị ạ. Và cô chú anh chị yên tâm luôn, hàng như thế này là về đến cô chú anh chị có khi chưa đóng đến nơi thì đã nhú nụ luôn rồi ạ. 150.000 cho giò này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 46. Đây, chậu 46 này thì có hai thân đang nhú nụ rồi, hai thân này chắc là chậm hơn một chút này. Vài giò này thì em bán với giá là 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 47 này. Chậu Hawaii 47 đấy ạ. Cũng rất là nhiều thân, 140.000. Và chậu 48 cực kỳ là sum suê đây, 160.000 cho chậu 48 này nhá. Sang hình bên này sẽ là 49, là cái chậu kiếm. Đây là kiếm chuẩn mặt đông trắng hòa bình ạ. Cây bây giờ nó nhú nụ hết rồi cô chú anh chị ạ. Hawaii ấy, trắng hòa bình, cái chậu kiếm trắng hòa bình này. Hàng này là hàng chuẩn mặt đông nhá, cái hàng chuẩn mặt đông cây giống đấy ạ. Và chậu kiếm trắng hòa bình 49 này em bán với giá 220.000. Và tiếp theo 50 là một cái chậu vàng cánh chim. Cái chậu vàng cánh chim này em bán là 250.000, rất nhiều thân luôn ạ. Và hình 51 là một cái chậu bình an kiếm. Mặt bông bình an kiếm thì rất là tuyệt vời, cực kỳ là xuất sắc luôn. Em bán 300.000 và một cái chậu bình an kiếm. Cô chú anh chị, cái chậu này cô chú anh chị ngắm lá thôi cũng đã rất là đẹp rồi này. Chậu này em xin phép được bán 700.000 cho chậu bình an kiếm này ạ. Và bên này đây ạ, em vẫn có những cây nhạn 4N nhá. Những cây nhạn 4N, nói chung là dòng nhạn rừng thì rất là đẹp, rất là thơm. Tuy nhiên thì để mà có được những cây nhạn to và đẹp ưng ý như thế này đấy, để cô chú anh chị có thể được một cái giò nhạn gọi là to và đẹp ưng ý như thế này thì cô chú anh chị phải sưu tầm những cái giò nhạn 4N. Còn nhạn rừng thì em nghĩ rằng là rất là khó mà đạt được những cái điều như thế.
Thì ở đây mỗi một cái nhạn 4 nờ như vậy nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4-5 cặp lá. Xinh đẹp như thế này và em bán với giá chỉ có 130.000 trong một cái chậu nhạn 4 nờ này thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Đây là măng bầm này cô chú anh chị này. Một túi măng bầm như vậy em bán với giá là 200.000 trong một túi 1kg nhé. Và bên này sẽ là nấm hương rừng ạ. Đặc sản vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá em bán một túi như vậy nửa cân ạ, với giá 140.000. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá 170.000 cho một túi nửa cân. Và rễ mũ tần với giá 120. Nấm ngọc cầu với giá là rễ mũ tần với giá 120 nhé. Nấm ngọc cầu với giá 150. Chuối hột khô ạ. Chuối hột khô sấy vàng ươm rất là đẹp luôn đây. Đặc sản của Cao Bằng, một cái túi chuối hạt khô như vậy em bán là 100.000 cho một túi 1kg nhé. Tầm gửi cây chanh em bán 220 và hoàng tinh em bán là 200. Và sang bên này đây sẽ là những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size 1234, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong 1kg. Dớn vụt 40.000 trong 1kg, rêu rừng sẽ là 50.000 trong 1kg nhé. Và bên này sẽ là các chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Atonic là 10.000 trong 1 gói, dưỡng chất AB 85.000 cho 1 lọ và Hùng Nguyễn 25.000 cho 1 lọ. Atonic 10.000 cho 1 lọ, Duy Xanh 50.000 cho 1 ống. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho 1 lọ. B1 Thái với giá B12 giải độc cho cây đấy ạ, với giá 30.000 cho 1 lọ. Thuốc đặc trị côn trùng với giá em bán là 90.000 cho 1 lọ nhé. Super 2 với hormone tăng trưởng với giá là 50.000 cho 1 lọ này. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho 1 lọ. Và ba loại phân bón lá đồng giá sẽ là 35.000 cho 1 lọ. Và siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho 1 lọ. Cát tan đặc trị thối nhũn với giá 40.000 cho 1 lọ. Kin Bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho 1 gói nhé. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm giá 50.000 cho một túi 1kg. Và Chicho Đề Ma cái hộp 1kg với giá em bán 130.000. Phân bón dạng túi lọc ạ, với giá là 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong. Dây buộc lan chiều dài 100m, dao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng. Giá 35.000 cho một cái cuộn như vậy nhé. Và đặc biệt là cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tiên mà đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong 1/2 tháng. Sản phẩm này em bán với giá là 35.000 cho một túi. Và cái sản phẩm này em nghĩ là đây là một cái sản phẩm rất là hoàn hảo để cô chú anh chị có thể bón cho cây. Cô chú anh chị có thể trộn với cả giá thể này, hoặc là bón một cách trực tiếp cho cây. Cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối ưu, bởi vì nó không chỉ có phân trâu, nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương ở trong đấy nữa. Và đặc biệt là đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong 1/2 tháng rồi, nên là thoải mái cô chú anh chị bón, mà nó sẽ hạn chế, vừa hạn chế nấm bệnh này, lại không sợ ảnh hưởng cây cũng như là kích thích cây phát triển, rất là tuyệt vời. Em nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm rất là hoàn hảo khi cô chú anh chị sử dụng nó để bón cho cây lan. Ngoài ra thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ tinh dầu hồi như vậy em bán với giá là 40.000 ạ. 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn, an thần rất là tuyệt vời, mà giảm đau rất là hiệu quả luôn ạ. Không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép được dừng clip ở đây ạ.